Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sài Gòn sắp có biến, bị ông Tổng thúc Nguyễn Văn Nên lập một nhóm để chiến. Ở Hà Nội, ông Trọng đã hạ được rất nhiều nhân vật một cách nhanh gọn, trong đó phải kể đến ông Chu Ngọc Anh. Tuy nhiên, với thành phố Hồ Chí Minh thì không dễ như vậy. Với Tất Thành Cang, ông Trọng mất đến hơn 2 năm mới đưa được ông này vào tù. Tuy ông Trọng đã hạ Đinh La Thăng một cách dễ dàng, nhưng ông Thăng không phải là dân gốc miền Nam. Quan hệ của ông Thăng ở thành phố Hồ Chí Minh chưa được vững thì ông đã bị đốn hạ. Còn với Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vốn đã mọc rễ lâu năm thì ông Trọng đang bất lực. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang vào tù, một thành quả của ông Nguyễn Văn Nên. Điều kiện của ông Tổng đặt ra với Nguyễn Văn Nên là vào thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nguyễn Thiện Nhân thì phải làm được việc. Đó là xử lý trường hợp Tất Thành Cang. Và ông Nên đã làm được. Và phần thưởng cho ông Nên là Ủy viên Bộ Chính trị sau đó 3 tháng. Điều đặc biệt là cơ quan bắt ông Tất Thành Cang không phải là Bộ Công an mà là Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau vụ việc này, ông Nên được ông Tổng Trọng đánh giá cao. Tuy nhiên, từ sau thành tích tóm Tất Thành Cang cho tới nay, ông Nên không tiến thêm được bước nào nữa. Ông Nguyễn Văn Nên đã gặp phải một nhóm đối tượng thực sự cứng cựa, không gì dễ lật được. Nguyễn Thành Phong sau khi thất hứa với ông Tổng về vấn đề đưa nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vào tù, thì ông này đã bị ông Tổng trút giận. Việc từ chối lời van xin của Nguyễn Thành Phong được xem như cách mà ông Tổng cảnh cáo ông Nguyễn Văn Nên là chớ bất lực, chớ thất hứa với ông. Cũng phải nói rằng ông Nguyễn Văn Nên đã có chút thành tích đáng kể về nắm thành phố lớn nhất nước này, thành tích vượt trội hơn so với Nguyễn Thiện Nhân. Tuy nhiên, ông Nên không làm được gì sau vụ bắt giữ Tất Thành Cang đã làm cho ông Trọng cạn dần sự kiên trì. Sức khỏe của ông Trọng thì có hạn, ngày một già hơn. Không biết ngã bệnh nay mai là việc triệt hạ nhóm lợi ích Sài Gòn thì vẫn chưa tới đâu, làm ông Trọng dường như rất nóng lòng. Dưới áp lực của ông Tổng, vào ngày 12 tháng 8, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chính ông lại là trưởng ban. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên. Ban này có 15 thành viên bao gồm Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban, Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường trực, trưởng ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban thường trực, Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban, Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban, và nhiều các quan chức đứng đầu ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nằm trong ban này. Đây là hình ảnh liệu ban mới này do ông Nên đứng đầu có làm được gì hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Ban này lập ra quyết tâm hạ nhóm ăn đất ở Sài Gòn. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia đánh giá là rất khó hạ được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Người mà ông Nguyễn Văn Nên có thể hạ được là ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Không biết nhóm này sẽ làm được gì và chúng ta tiếp tục theo dõi trong thời gian tới khi nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một thêm rắc rối và phức tạp. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin so gà giữa con trai bà Dũng và đối thủ ai mạnh ai yếu đây. Đối thủ của Nguyễn Minh Chiết chính là Bùi Quang Huy. Được biết Bùi Quang Huy sinh năm 1977, lớn hơn Nguyễn Minh Chiết tới 11 tuổi. Hiện Bùi Quang Huy là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 11. Đấy là những thông tin về đối thủ của Nguyễn Minh Chiết. Bùi Quang Huy có 3 lợi thế nổi và 1 lợi thế ngầm. Lợi thế nổi đó là lớn tuổi hơn, nghĩa là tuổi kinh nghiệm cao hơn. Đang là Ủy viên Dự khuyết nên việc tiếp quản chức bí thư thứ nhất là hợp lý nhất, bởi Ủy viên Dự khuyết không khác gì Ủy viên chính thức cả. Và hiện nay là Bí thư Thường trực đang giữ quyền Bí thư thứ nhất, khi Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí khác. Đây là hình ảnh Bùi Quang Huy, đối thủ của Nguyễn Minh Chiết. Và lợi thế ngầm đó là Bùi Quang Huy thuộc nhóm lợi ích Nghệ An, hiện nay đang rất mạnh. Nghệ An có tổng cộng 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị là Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng và một ủy viên Dự khuyết đó là Bùi Quang Huy.
Phải nói rằng nhóm lợi ích chính trị Nghệ An và Hà Tĩnh rất đoàn kết. Họ nâng đỡ nhau để đưa người vào ủy viên Trung ương Đảng, sau đó lớp trên kéo lớp dưới, hình thành lên một mạng lưới quan hệ quyền lực rất lớn. Một địa phương mà có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị là rất nhiều. Đấy là chưa nói đến số lượng ủy viên Trung ương Đảng chiếm áp đảo. Trong nhóm lợi ích chính trị Nghệ An, Bùi Quang Huy được nhóm này xem là em út cần nâng đỡ. Vì thế, việc ông Vương Đình Huệ có thể dùng uy quyền của ông ta trong tứ trụ với mối quan hệ quen biết đặc biệt của ông Huệ với ông Tổng Bí Thư có thể là một lợi thế lớn cho Bùi Quang Huy. Còn Nguyễn Minh Chiết thì có gì là câu hỏi được đặt ra. Nguyễn Minh Chiết dựa hoàn toàn vào người cha quyền lực của mình. Ông Nguyễn Tân Dũng có thể nói Phạm Minh Chính nghe. Tuy nhiên, yếu điểm của Nguyễn Minh Chiết là ở bản thân cậu ta. Bởi Nguyễn Minh Chiết chỉ mới 34 tuổi, còn quá trẻ cho một vị trí đứng đầu Trung ương Đoàn. Đó là cái khó mà ông Nguyễn Tân Dũng cần phải vượt qua, vì vị trí này sẽ là ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết. Trong cuộc so gà này, Nguyễn Minh Chiết đang yếu thế hơn Bùi Quang Huy là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nỗ lực của Nguyễn Tân Dũng đến đâu thì hiện chưa ai có thể định lượng được giá trị của nó. Cho nên, cuộc chiến này được một số nhà phân tích đánh giá là vô cùng khó đoán. Trong cuộc đối đầu này không phải là không có may mắn. May mắn cũng là một vai trò không nhỏ như trong bóng đá vậy. Có một thực tế là hiện nay lò của Nguyễn Phú Trọng đang đốt rất mạnh. Và mới đây Ban Bí Thư đang lên kế hoạch loại bỏ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Vũ Ngọc Thành, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch tỉnh Gia Lai. Với chức Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bùi Quang Huy hoàn toàn có thể được chám vào chiếc ghế Chủ tịch tỉnh hoặc ghế Bí thư tỉnh cũng ổn. Như vậy, nếu khuyết lãnh đạo tỉnh, Bùi Quang Huy được chuyển đi là một may mắn cho Nguyễn Minh Chiết. Khi đó, Nguyễn Minh Chiết sẽ không còn ai cản đường trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế cao nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản. Giả sử như không có điều may mắn xảy ra, thì Bùi Quang Huy sẽ loại Nguyễn Minh Chiết để đoạt lấy chiếc ghế Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, thì vẫn còn lại chiếc ghế trống do Bùi Quang Huy để lại. Đó là ghế Bí thư thường trực của Trung ương Đoàn, với cấp hàm sẽ là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết. Ông Nguyễn Tấn Dũng có thể tính toán dành chiếc ghế này như là phương án B nếu phương án A thất bại. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng. Phương án B cũng không hề tồi, bởi ở ghế này 3 năm sau Nguyễn Minh Chiết đường đường chính chính vào Trung ương Đảng với Ủy viên dự khuyết, rồi tính tiếp con đường xa hơn. Khi vào ủy viên dự khuyết thì gần như chắc chắn vào nhiệm kỳ sau sẽ là ủy viên Trung ương Đảng chính thức. Không biết ông Nguyễn Tân Dũng đang tính phương án nào cho cậu con trai nếu ông thất bại trước đối thủ trên đường đua vào chiếc ghế quyền lực nhất của Trung ương Đoàn. Chính trường Việt Nam luôn nhiều biến động, nó sẽ không ngừng thay đổi. Và chúng ta sẽ chờ xem thời gian tới diễn biến ra sao tại cơ quan của Đoàn.